Cây này sáng nó trổ hoa, chiều nó tàn, mà chiều mình không cái ở nhà mình không có quay được nè. Rồi giờ nó rụi rồi, hôm nay ngày thứ hai rồi, còn bữa nay tiếp tục cái cây nhỏ rồi, trổ bông rồi. Thế này cây này nhỏ hồi xưa mình chiết ra nghe, bao nhiêu cánh này mình cũng không đếm nữa. Đó. Mà nó trổ ngoài cái bông đó là búp quá trời luôn. Ủa, đây, đây, mê không? Xương rồng có bông. Cây này đã chiết ra nè, chiết ra sắp có bông nữa nè. Hơi khó thấy ha. Nè. Đó. Đó là những cái nụ á. Cây đó chiết ra đó. Rồi, xương rồng có hoa. Cây này thì mấy cái nụ nó chuẩn bị trổ này, gai không mà cái búp nó đâm lên được này, nó không có bị sao á, đúng là của nó nên nó bình thường.